Akka Smart Shop giới thiệu khăn trải bàn hoa văn dập nổi, sang trọng, kích thước 60x120cm. Bạn có biết rằng, phòng khách được trang trí đẹp mắt nói lên sự khéo léo của người phụ nữ? Một không gian phòng khách sạch sẽ, gọn gàng và bài trí tinh tế chính là niềm tự hào của bạn. Hãy cùng điểm tô thêm cho phòng khách của gia đình mình với khăn trải bằng hoa văn sang trọng để đón chào năm mới trong ngôi nhà thân yêu bạn nhé. Bạn chuẩn bị đón ngày lễ Tết hoặc tổ chức sự kiện và muốn trang trí không gian phòng khách hay phòng ăn thật sang trọng, chỉ với tấm khăn bàn có màu sắc đơn giản, trang nhã sẽ làm nổi bật chiếc bàn cuốn đơn điệu trong phòng khách hay bàn ăn và làm tôn lên vẻ đẹp những món đồ đặt phía trên mặt bàn, giúp bạn trang trí không gian phòng ăn, phòng khách trang trọng và đẹp mắt. Khăn trải bàn có hình chữ nhật hoặc oval dài, thích hợp với mọi loại bàn hình chữ nhật từ bàn gỗ đến bàn miếng hay bàn đá, là sản phẩm trang trí cho không gian sống nhà bạn thêm sinh động, mới mẻ và sang trọng. Khăn trải bàn oval 3D được làm từ chất liệu nhựa PVC, không thấm nước, không ố màu sau thời gian dài sử dụng. Các món ăn, bình trà hay lọ hoa của bạn sẽ trở nên rực rỡ, bắt mắt và hấp dẫn hơn rất nhiều với tấm trải bàn xinh xắn này. Khăn trải bàn này thích hợp sử dụng cho nhiều không gian. Sử dụng lót bàn ăn, bàn trà phòng khách, nắp tủ phòng khách, tủ tivi. Chất liệu nhựa PVC chống thấm nước, chống thấm dầu, cách nhiệt, dễ vệ sinh và tính bám dính, không trơn trượt. Vừa có tác dụng trang trí lại có tác dụng chống trơn trượt cho đồ vật trên bàn. Hoa văn vàng, dập nổi, tạo vẻ sang trọng cho không gian nhà bạn. Bàn không giặt bằng máy giặt, nên giặt rửa bằng nước ấm với dung dịch tẩy rửa pha loãng. Không dùng dung môi bay hơi, chất tẩy rửa mạnh để lau chùi vết bẩn trên khăn. Khi lau chùi nên nhẹ tay để tránh làm chóc các hoa văn dập nổi trên khăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem.